Em chào thầy. Alo, vâng, xin chào bạn Hoàn. Thầy cho mình cùng chờ một chút để đợi các bạn vào xong ta sẽ bắt đầu nhé. Vâng ạ. À rồi, đã thấy bạn bật lợi vào đây rồi. Ta chờ một chút đợi mọi người vào. Rồi, thầy sẽ xin chào bạn Hưng. Bạn Hưng đã vào rồi. Rồi, có lẽ chúng ta sẽ người chờ thầy đi dọn cốc nước xong ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ sang buổi số 2 về cấu trúc tuần tự. Tuy nhiên thì ta cũng sẽ làm các cái bài tập ở buổi trước để ta hoàn thành có thể chấm được bài. Đầu tiên thì cô Hoàn đọc giúp comment giúp mình cái cửa sổ. Tên họ và tên đầy đủ là gì nhỉ để mình tạo tài khoản ở đây. Trần Thị Thúy Hoàng. Vâng, để mình cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì nó có cái sức mạnh đặc biệt do đó khi trong các cái kỳ thi học sinh giỏi thì bây giờ thì đa số các đơn vị đào tạo thì đều hướng các em học sinh cái trang web đầu bài của mình đó là cái trang này. Cô Hoàn cô thử đăng đăng nhập vào cái trang này. Sau khi học xong khóa này thì mình sẽ chuyển giao toàn bộ cái trang web này tới cô Hoàn và cô có thể chạy nó trên máy tính của mình để học sinh có thể nộp bài từ xa được. Hoặc là cô sẽ copy cái bộ cài này lên trên phòng máy của mình ấy. Thì học sinh học xong cái đi, các em ngồi thực hành ở dưới ấy. Thì sau khi thực hành xong cái thì làm bài nào xong các em ngồi nộp bài và nộp lên trên luôn. Thì sau khi học xong cái khóa thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp cho tới cô Hoàn cái nội dung bài giảng và hệ thống bài tập video bài giảng. Đấy, nên cứ yên tâm là mình sẽ có cái công cụ. Hiện nay cái dự án này thì mình đang chia sẻ miễn phí tới toàn bộ các thầy cô ở trong nói trong cả nước thì nó hơi to nhưng mà nói chung các thầy cô có liên lạc với mình thì mình chia sẻ hết. Ở tỉnh Yên Bái thì cũng đang chia sẻ tới các cái thầy cô ở khối trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở. Rồi bây giờ Tấn Huy đã vào rồi, Lợi bạn Lợi rồi và Khải Hưng rồi. Rồi, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu với cái nội dung của hôm nay. Cô Hoàn đăng nhập bằng, à quên, đã gửi tài khoản cho cô đâu nhỉ? Quên mất. Thế cứ bảo cô, đây, thế gửi qua cửa sổ. Chữ KCB4 là tên của lớp mình, còn cái chỗ kia là viết viết tắt họ và tên, mật khẩu là chữ A đẹp. Ta đăng nhập vào rồi xong ta sẽ bắt đầu nhanh cái nội dung bài giảng hôm nay. KCB4
Trong quá trình giảng dạy thì mình cũng biên soạn cái tài liệu này để dạy các bạn học sinh, thì cứ sau khóa học thì chia sẻ toàn bộ cái tài liệu giảng dạy tới các em học sinh để các em lưu lại để chia sẻ các thầy cô ở trên lớp, nên không lý do gì mà ta không chia sẻ tới các thầy học viên của lớp mình à. Đầu tiên thì trên máy tính của chúng ta cần cài được phần mềm CodeBlock, vì cô Hoàng đã cài được phần mềm CodeBlock rồi chứ. Chỗ Hưng và Tấn Huy và bạn Lợi thì chắc cũng đang làm ở các bài tập. Cái cấu trúc nội dung học thì ta chia thành gồm có 4 phần cơ bản. Phần thứ nhất là cấu trúc tuần tự, phần thứ hai là cấu trúc rẽ nhánh, phần thứ ba là cấu trúc lặp, phần thứ tư là kiểu mảng và kiểu sâu. Đấy, chỉ mỗi thế thôi. Và trong cái quá trình học thì mình sẽ làm các cái bài tập mà. Với mỗi bài toán thì ở buổi trước thì thầy đã hướng dẫn chỗ Hưng, Tuấn Huy và Văn Lợi, là chỗ Khải Hưng nữa, chỗ Khải Hưng đấy, là với mỗi bài toán thì ta cần, sau khi đọc đề các bạn cần phải phân tích, phải xác định xem thứ nhất ta phải xác định được bài toán cho cái gì và cần tìm cái gì. Cái gì cho thì người ta gọi nó là input của bài toán, cần tìm cái gì thì nó là output của bài toán. Ví dụ như đề bài cho AB, hãy viết chương trình tính tổng và tích của AB, thì input của bài toán là nhập AB và output của bài toán là đưa tổng và tích ra. Bước thứ hai, ta phải trình bày được thuật toán để giải bài toán này. Như ở buổi trước ta nói, thầy cũng nói rất kỹ, với một bài toán quan trọng nhất là phân tích được thuật toán của nó, chứ không phải, tức là ta chỉ cần biết được rằng là bài này làm như thế nào. Đấy. Và ta chia các bước, bước 1, bước 2 tính toán, bước 3 đưa ra kết quả, hoặc nhiều bước hơn. Khi trong đầu mà mình nghĩ như thế rồi, chính xác rồi, thì việc viết chương trình nó chỉ là vấn đề thời gian thôi, nó sẽ rất nhanh. Rồi thì vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ hai là cái bước viết chương trình. Viết chương trình thì trong ngôn ngữ lập trình C cộng cộng, thầy nhắc lại câu lệnh include là bao gồm. Câu lệnh này sử dụng là câu lệnh khai báo thư viện. Nó giống như câu lệnh user CRT ở trong Pascal ấy, nó là câu lệnh khai báo thư viện. Cái thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h này là thư viện tổng hợp, nó chứa tất cả các thư viện khác. Nên khi lập trình thì ta chỉ cần khai báo thư viện này là được. Dòng này là dòng mặc định của hệ thống, kệ nó. Khi cần khai báo biến nào đó thì ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu cách tên biến thứ nhất, phẩy tên biến thứ hai, phẩy tên biến thứ ba. INT này nó chính là viết tắt của chữ integer, là kiểu số nguyên. Nó biểu diễn được các số liên quan tới 10 mũ 9. Biến tổng và tích là các số nguyên, ta khai báo nó là kiểu INT, nó viết tắt của chữ integer. INT main bắt đầu vào chương trình chính. Câu lệnh làm việc với tệp. Nếu như ở trong Pascal ta có câu lệnh assign reset và assign rewrite, thì ở trong C cộng cộng thì nó có mỗi câu lệnh là free open tệp bài 1.inp với tham số là r. Từ r là viết tắt của chữ read, tức là đọc. Đấy. Với tham số đầu vào là stdin, tức là dữ liệu vào mở ra để đọc. Câu lệnh này tức là mở tệp bài 1.in để đọc dữ liệu. Câu lệnh free open bài 1.out.vk, chữ vk ở đây nó viết tắt của chữ write. Đấy là viết. Đấy. Và đây là để vstdout mở ra câu. Như vậy thì cái hai câu lệnh này để làm việc với tệp. Vậy tên tệp này lấy từ đâu ra? Chấm in chấm out này thì với mỗi một đề bài thì trong bài thi thì nó sẽ luôn quy định tên của bài trong cái bảng này. Đấy, đây là phần tên file in, đây là tên file out. Đấy, và mình sẽ đặt tên file nó ở đây. Để nhập một biến thì ta sử dụng câu lệnh readline ab. Trong Pascal thì ở trong C cộng cộng là ta say in hai dấu lớn hơn tên biến thứ nhất, hai dấu lớn hơn tên biến thứ hai. Nếu có biến C nữa thì ta thêm hai dấu C. Nếu ở dòng sau mà ta cần phải C in thằng gì nữa, ví dụ như ta C in thằng M và thằng N nữa, thì xuống dòng ta vẫn C in giống như thủ tục readline trong Pascal thôi. Câu lệnh C in dùng để nhập dữ liệu. Việc tính toán thì ta ghi tên biến bằng bằng biểu thức. Ta vẫn sử dụng dấu sao cho phép toán nhân, cuối câu lệnh có dấu chấm phẩy thể hiện kết thúc câu lệnh đấy. Khi ta viết chương trình nên có dấu cách giữa toán tử và toán hạng, trong chương trình nó đẹp và ngầu hơn. Đấy.
Nếu CIN là nhập dữ liệu thì COUT sẽ và hai dấu bé hơn này là để viết dữ liệu ra. Để viết biến A ra thì COUT hai dấu bé hơn biến A. Để viết biến tổng thì thầy COUT biến tổng. Muốn giữa hai cái số này nó không liền nhau có dấu cách thì ta sử dụng dấu mở ngoặc kép, dấu cách đóng ngoặc kép. Đấy. Cuối chương trình có chữ return là kết thúc chương trình. Đấy. Như vậy trên đây là cấu trúc của một chương trình viết bởi Pascal. À quên, nhầm, C cộng cộng. Nó cấu trúc nó khá đơn giản. À, phần này được gọi là phần khai báo, phần này gọi là phần thân chương trình chính. Ở cái bài đầu tiên, ở buổi đầu tiên thì ta có một cái bài toán trong đề rất là ngoằng. Nhà thầy Thành thì có A thửa ruộng, tất nhiên thầy Thành không nhiều đất thế đâu. Đấy. Nhà thầy có A thửa ruộng, mỗi thửa ruộng thì thu được là B kg thóc. Hỏi rằng cái mùa gặt vừa rồi nhà thầy thu được bao nhiêu kg thóc? Thì ta nhận thấy dữ liệu vào từ tệp này với số nguyên AB. Vậy thì ngay từ lúc này các em phải nghĩ ngay trong đầu, à như vậy bài toán này cho A và B. Vậy thì ta đã xác định luôn bài toán, input của bài toán là nhập AB. Output của bài toán là dữ liệu ra, tức là bài này cần tính cái gì? Bài này yêu cầu hãy đưa ra tổng sản lượng mà nhà ông này tính thu được. Vậy thì ta sẽ đưa tổng sản lượng, tức là đề hỏi cái gì thì ta đưa cái đó ra. Như vậy thì ta xác định bài toán xong rồi. Thì ta bắt đầu quay xuống xác định thuật toán. Nếu ta có A cái thửa ruộng mà mỗi thửa ruộng thu được là B kg thóc thì số thóc thu được là A nhân B thôi. Vậy thì ta chia bài toán thành các bước. Bước 1, nhập AB. Bước 2, ta tiếp tục tính S bằng A nhân B. Và bước 3, đưa kết quả ra và kết thúc giải thuật. Quay sang viết chương trình. Thì đây là code chương trình của bạn Khải Hưng hôm qua. Khải Hưng thì ghi chữ Hưng, ghi chữ này đọc vậy. Đầu tiên ta khai báo thư viện. Câu mặc định của hệ thống. Rồi ta khai báo biến AB. Bắt đầu vào chương trình chính. Làm free open mở hai cái tệp này. Ở mọi bài toán ta đều có câu lệnh này nhé. Vào chương trình chính gặp ngay thằng này. Và khi cô Hoàn hướng dẫn các em học sinh, cô cũng sẽ sử dụng dạy ngay từ bài đầu tiên hướng dẫn các em làm việc với tệp. Bởi vì khi đi thi, bài thi được chấm bởi làm việc với tệp. Nếu đến gần lúc đi thi mình mới hướng dẫn thì nó sẽ muộn mất. Kỹ năng làm việc với tệp quan trọng lắm. Nên ta hướng dẫn ngay từ đầu. Đấy, thì ta có đây, ta có tên tệp được quy định ở trong cái bảng này, ta nhìn thấy ngay, file in, file out. Nên bạn Hưng bạn đã làm ở đây là tên file in, file out theo đúng cái tên cấu trúc này. Với các bài toán khác nhau chỉ đặt là mỗi khác tên thôi là được nhé. Rồi bây giờ câu là bài cho AB, vậy thì ta xây in thằng AB. Bài cần tính tích AB thì ta lấy tích thì bằng A nhân B. Khi nãy ta có cái biến INT, bây giờ ta có biến long long. Cái biến kiểu dữ liệu long long nó trả về kiểu của, thì với một số nguyên dương khai báo kiểu long long thì nó có thể coi biểu diễn được cái số lên tới được 10 mũ 18. Nó tương ứng với là kiểu long in ở trong trong Pascal. Nó tương ứng với kiểu long in trong Pascal thì đây là nó là long long tên biến. Ngoài ra biến tích này ta cũng có thể khai báo nó ở đầu chương trình. Đấy. Thì ở trong chương trình ta chỉ việc tính toán chứ không cần phải khai báo nữa, như thế cũng được. Đấy. Đấy, lưu ý ở đây thì kiểu long long là ta đã khai báo được các số lên tới 10 mũ 18. Rồi tương tự ta có code bài làm của các bài khác. À đúng rồi, trong quyển tài liệu thầy gửi thì ngoài code Pascal, code C cộng cộng nó có cả code của Python nữa nhé. Code Python thì nó ngắn gọn hơn tí, ngắn gọn hơn hẳn. Ở bài số 2 tương tự như vậy, ta có bài toán tính giá trị của biểu thức này. Bài toán là nhập ABC tính S và P. Vậy thì hôm trước các em đã đều nhận giải đều giải quyết được vấn đề, đó là ta xác định được bài toán. À đọc đề tới đây mình viết cho ABC, vậy input chắc chắn là nhập ABC. Bài này tính S tính P, vậy output chắc chắn là S và P. Đấy, ta đưa S và P ra. À, ABC là 10 mũ 9 nên khi khai báo kiểu dữ liệu mình chọn là INT. Biến S bằng tích của các số này nó có khả năng lớn, ta có thể chọn kiểu dữ liệu long long cho nó. Biến P cũng như vậy. Vậy thì xác định, sau khi xác định bài toán input và output xong thì ta xác định thuật toán. Bước 1 nhập giá trị, bước 2 tính toán kết quả. Khi sử dụng biểu mô tả biểu thức thì ta sử dụng dấu sao cho phép toán nhân. Gõ thì giữa toán tử và toán hạng cách ra cho nó đẹp.
sau đó ta đưa kết quả ra. Đấy. Vậy thì với cái cốt chương trình của cái bài toán này thì ta có giới thiệu thêm kiểu dữ liệu long long, ta làm việc với tệp, tên tệp lấy ở đâu rồi? Ta lấy ở trong cái bảng này ra. Đấy. Đấy. Sau đó ta thực hiện như này và ta làm tương tự như vậy thì ta đến, ta có cái bài cuối là cái bài là tính giá trị của biểu thức này. Ở cái giá trị của biểu thức này thì ta cùng nhìn thấy như sau. Đề bài cho AB, vậy input của bài toán là nhập ABC. Đề bài tính S và tính P, vậy thì ta đưa S, đưa P ra. Ở đây ta có một cái lưu ý một chút. Thằng này là một phân số. Đã là phân số thì chắc chắn kết quả phải là một số thực. Nếu như kiểu real, hay ta hay gọi là kiểu real ấy, kiểu real ở trong Pascal thì ở trong C cộng cộng nói là kiểu float hoặc là double. Vậy thì khi với kiểu số thực thì trong Pascal thì nó viết có quy cách, ví dụ như 2.8, 2.2 chẳng hạn, thì trong C cộng cộng nó có cái câu lệnh là set precision. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc như sau. Bước 1 ta nhập ABC. Bước thứ 2 đưa S và P ra. Như vậy xác định được bài toán xong. Sau đó ta thực hiện nhập ABC. Các bạn chờ thầy một tí nhé. Rồi ta tiếp tục nhé. Bài này thì ta nhận thấy rằng cho A, B, C và tính biểu thức S và tính biểu thức P. Và sau đó ta đưa S và P ra. Khi viết chương trình thì ta lưu ý có một cái kiểu dữ liệu là kiểu float. Nó là kiểu số thực. Nó giống như kiểu real ở trong Pascal. Thì ta vẫn làm việc với tệp bình thường. Nhập các giá trị, tính toán các kết quả. Và ta thực hiện đưa kết quả ra. Thì ở đây thì ta nhận thấy rằng vì tử số của nó là một số nguyên nên phép toán này là phép toán chia lấy phần nguyên, do đó ta cần phải ép tử số sang kiểu số thực thì mới thu được kết quả là số thực, nên ta đã thêm kiểu dữ liệu float ở trên. Vì biến này nó có là kiểu số thực nên trong đề bài luôn có một cái dòng là lấy chính xác đến bao nhiêu chữ số tập phân, thì khi đó ta sẽ thực hiện là sử dụng câu lệnh cout fit set precision. Khi ta gõ cái thì C code block nó sẽ đề xuất ra luôn. Đấy. Sau đó ta thực hiện đưa nó ra. Rồi còn đây là code của bạn Hưng. À, bài làm của bạn Hưng ở buổi trước. Đấy. Rồi bây giờ với cái cấu trúc như trên thì ta sẽ làm cái nội dung bài kế tiếp ở đây. Để gửi lại cái nội dung trong này để thì cô Hoàng có thể có cái để công tác. Rồi trên đây là cái nội dung của cái phần đầu mà ta đã đến được. Các bạn chờ đây. Để file D2 ra. Cái file kế tiếp xong rồi thì bây giờ thầy trò mình sẽ sang file nội dung D2.
Thầy gửi em để các em cùng làm. Trong quá trình làm bài, các em nào làm xong sớm rồi thì các em nhớ nhắn qua Zalo qua trong nhóm hoặc là nhắn tin nhắn riêng tới thầy để thầy gửi cả bài thêm nhé. Ta không chờ đợi người khác nhé. Nhiệm của ai Thế là này, sao? cái bài năm nọ chia sẻ màn hình lên thầy chưa em? Ừ, chờ thầy một giây để thầy để thầy stop xe đây. Để thầy bật chế độ chia sẻ đấy. Rồi em chia sẻ đi. Đây ạ. Chờ thầy một giây để thầy đóng cái file của thầy lại nhé. Em khai báo thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h ở đầu chương trình ở dòng số 1. Nghe nào thầy? Cái dòng dòng số 1 ấy em đang sử dụng thư viện iOS chim kìa. Ta À. phải đấy, em khai báo thư bổ sung thư viện là được lợi nhá. Vâng. Đứa nào mà nó quát em ghê thế. Các bạn chờ đây để thầy gửi file. Nhà D2. Lợi chạy thử chương trình chắc là ok rồi chứ. Nó vẫn chưa lên. File file input của em đã có chưa? Em đã tạo file input đã xem video hướng dẫn làm việc với tệp trong C cộng cộng thầy đã gửi trong nhóm chưa nhỉ? File in file out ấy. Bây giờ em hướng ra, bây giờ các bạn cùng làm, cùng quan sát cách làm việc với tệp và thầy hướng dẫn bạn Hoàn và các bạn cùng làm luôn nhé. Bắt đầu em nhảy sang thẻ project chứ. Rồi trên thẻ file ở trên cùng. Đấy, em vào file chọn new. Không phải close, cái chữ new. Chọn empty file. Chọn yes. Rồi, đặt tên file bài này, file bài này như là tên nó đang là bài 2 à? Có đúng là bài 2 không nhỉ? Rồi em nhập bộ ý là mở test đề bài ra. Cái tờ đề đâu? Có cái test đấy vào. Cái file test đề bài thì thầy đã gửi ở trong nhóm. Sao lại 0020? Em sửa lại test đi, test sao lại 0020 nhỉ? Làm gì có bộ bài bộ test nào là 02. Kiểm tra lại để test bao nhiêu? Em thấy là nó 20 bao nhiêu Ở cái file test đề bài cái bài năm em đang làm bài nào đây? bài năm hả? Bài 5. Vâng. Bài năm ở trong bài năm nó em xem ở file nào nhỉ? Sao file của thầy không thấy nhỉ? Thầy gửi trên nhóm lớp thôi thầy. À thầy gửi trên trên nhóm cái file cập nhật mới đây à? Làm gì có file nào bài năm nhỉ hả? À, em mở lại code thầy xem là biết ngay nó là bài nào. Mở code bài làm ra. Mở file main CPP ấy. Click vào cái thẻ main CPP ở bên trên cạnh chữ bài 1, bài 2 của em ấy. Mở bài làm ra thì xem bài làm chứ không phải code bài đấy. Bài này là tính khoảng cách giữa hai điểm, à chính là file day 2 này, khoảng cách giữa hai điểm, khoảng cách giữa hai điểm 00, hai số đấy nó cách nhau ra mà. Chuyển sang thẻ input đi, nhờ bài 2 chấm input nào. Em chọn dòng thứ ba, không cần lâu cái cửa sổ này lại.
để đại chỉ có đọc thông báo nó xem là mở nó ra rồi chọn dòng thứ thứ ba. Dòng thứ ba là dòng nào? Close cái cửa sổ này lại đi, mở cái tem này ra. Mở mở tập ra Thì cứ mở giống như chọn dòng thứ ba là dòng nào, cái cửa sổ vừa hiện lên thì em lại đóng nó lại làm gì? đây à, Cái kia cơ, cái bài một bài 2.inp, đúng rồi, mở nó ra, nó có ba cái dòng lựa chọn để chọn lựa chọn cuối cùng ấy. Hai số không, hai số không là tách nó ra. à. Hai số không ạ. Nhìn cái tách đề bài thì mình phải nhận dạng được chứ. Rồi ấn nút lưu bài sau đó mới chạy. Ấn lưu thì hay ấn tổ hợp phím Ctrl S cho nó ngầu. Rồi ấn F9 chạy chương trình. À ấn dấu tích màu đỏ, bỏ cái dấu tích màu đỏ đấy ở đấy đi. Nhảy sang chỗ bài 2.2, bỏ cái dấu tích màu đỏ đi. Nháy nháy chuột vào cái tấm chấm chấm đỏ ấy. Em sang nó thẻ bài 2 chưa? Rồi em chạy lại chạy, rồi em ép lại file à? Thế cũng được. Rồi em click vào số cái ô tròn màu đỏ ấy. Nháy chuột vào cái chấm tròn màu đỏ. Rồi bây giờ nút chạy chương trình. Đúng rồi. Nó hiện ra cửa sổ chọn nhiết, chọn ghi đề lên. Đấy, nó ra độ dài cạnh này bằng 2 rồi. Rồi thử các tọa độ khác nhá. Nhớ rằng tên file này không phải là bằng hạ là 2 đâu. Tên nó là bài 1.inp, bài 1.out đấy. Nên ở chương trình chính em sửa lại đi. Quay trở lại chương trình chính, chỗ main.cpp, chỗ free open đấy. Tên nó là bài 1 chứ không phải là bài 2 đâu. Em nhìn trong file đề bài ấy. Trong file đề bài nó là bài 1.inp, bài 1.out. Tên file được quy định trong cái bảng đấy chứ không phải là theo thứ tự tên bài trong cái tập file Word nhé. Đây, cô Hàn cũng sẽ làm bắt đầu từ bài bài thầy vừa gửi ở trong nhóm Zalo nhé. Các em tải cái file D2 về và ta sẽ bắt đầu làm. Được rồi, ở chỗ bài của Lợi được rồi, em có thể nộp lên hệ thống được rồi đấy. Quá trình các em học thì các em có thể bật mic lên để thầy cho nói chuyện hoặc là bật cửa sổ chat lên để tương tác cho nó hiệu quả nhé. Rồi hôm nay ta sẽ sang ở bài số 2. Ở bài số 2 này hôm nay thì ta có thêm cô Hoàn mới tham dự học cùng, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chinh phục cái thằng C cộng cộng này. Nội dung rất hay. Vậy thì ở cái file bài 2 này thì chúng ta sẽ thực hiện từ thầy nhắc lại từ bài biểu thứ ba bài 1BT3 nhé. Các bạn đã làm bài 1BT3 rồi thì các em hãy comment cho thầy số 1 nào. Bạn nào chưa làm bài 1BT3 comment cho thầy số 0 để thầy biết nào. Xin mời các bạn hãy comment cho thầy biết là bạn nào đã làm xong bài một cái bài biểu thứ ba này thì comment cho thầy số 1. Rồi Tấn Huy đã hoàn thành rồi à? Rồi Khải Hưng thì hôm trước là oanh một phát xong luôn rồi đúng không? Rồi Lợi chắc làm xong bài BT2 thì chắc là cũng đã qua bài BT1 này rồi đúng không? Bài 1 BT1. Rồi bây giờ các bạn làm xong bài về một phía dưới thì các bạn làm bài kế tiếp nhé. Tranh thủ lúc đó thầy sẽ hướng dẫn cô Lợi làm cái bài toán này trước để làm quen với. Đầu tiên thì trên máy thì ta cần phải cô Hoàn nói nhầm cô Lợi làm Lợi buồn ghê. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện cái việc viết chương trình. Đầu tiên thì ta sẽ khởi động code block.
nhé, tranh lũ thầy hưởng cốt của lớp thầy nhắn các bạn đấy. Rồi để tạo một project mới thì máy tính cần cài code block, thì qua tin nhắn của cô Hoàn khi đã gửi tới cô phần mềm bản code block thì cô tải và cài đặt nó lên trên máy tính. Để tạo một project mới thì ta sẽ vào thẻ file, chọn new, chọn empty, chọn project. Ở cửa sổ hiện ra ta chọn thẻ console application ở nút go. Ở cửa sổ kế tiếp ta cứ mặc định là ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Trong mục Project Title là tên của bài làm. Bây giờ ta đang làm bài tên đây, bài này nó là biểu thứ ba, đây không phải tên nhá, tên nó là ở chỗ này này. Đấy. Ta nhảy đúp vào đây, ta copy lấy cái tên hoặc là ta chọn nó. Ta đặt tên của bài ở đây. Ở chỗ này thì ta sẽ chọn thư mục sang ổ D, nếu nó chưa chọn thì ta nhảy sang ổ D, chọn lấy một cái thư mục ở trong ổ D và ta nếu chưa có thì ta tạo thư mục ở đấy, ta nút next. Khi nó hiện ra cửa sổ thì đây nó báo override, tức là hôm trước bài này thầy làm rồi, hình như hôm trước vừa được hướng dẫn các em đấy. Khi đó thì ở bên tay trái của mình nó có bài mục BT3 thì bên ta sẽ nhấn vào mục xuộc, nhấn vào main, ta giữ phím control trên bàn phím, ta lăn chuột cho nó to lên nhìn cho nó đỡ hoa mắt. Thỉnh thoảng ấn tổ hợp phím Ctrl vào chữ S để lưu bài cho đỡ buồn. Ta có thư viện đầu tiên ở chéo STDC. Đấy. Ta khai báo, ta quay trở lại bài toán này. Đâu nhỉ? Ở bài toán này thì đề bài người ta cho XYZT là kiểu 10 mũ 9 là kiểu nguyên. Vậy thì ta khai báo biến X phẩy Y phẩy Z Z phẩy T rồi. Bây giờ để làm việc với tệp, câu này ta xóa đi. Để làm việc với tệp ta có câu lệnh free open mở ngoặc, mở tệp nào ra. Ồ, xin lỗi các bạn, cọc trượt. Để ra này, có đấy. Mở tệp bài 1 BT3. Mà đuôi mở rộng là gì? Là đuôi INP. Mở ra để làm gì? Để đọc. Với tham số là STDIN. Rồi, kế tiếp ta mở tệp. Bài 1.out nhá, như vậy nó cùng tên file với nhau nhưng nó khác nhau, một thằng là file in, một thằng file out. Mở ra để làm gì? Mở ra để viết, viết là ta có chữ write là v kép với tham số là std out. Rồi. Bây giờ ta sẽ thực hiện là nhập các cái giá trị của đề bài. Trong đề bài nhập XYZT, nhập X, Y, Z, T. Rồi. Kế tiếp, ta cần tính giá trị của biểu thức theo công thức bên trên. Tính A và tính B. A này thì ta nó là một kiểu nguyên. B nó là căn bậc 2, do đó nó là kiểu số thực. Vậy thì chỗ này thầy khai báo biến A và biến B. Biến A kiểu nguyên, như vậy thì nó có thể khá to, thầy khai báo biến A. Biến B kiểu float để khai báo biến B. Vậy ở chỗ này thì ta sẽ thực hiện công việc tính A bằng theo đề bài. Theo đề bài thì A sẽ bằng là x cộng y cộng z nhân với x cộng y cộng t nhân với x cộng t. X cộng y ở đây thừa dụng cách. Cách nó ra. X cộng y cộng z cộng t nhân với x cộng t. Ở đây dự nhân ta cần bổ sung thêm dấu sao. Cuối câu lệnh có dấu chấm phẩy thể hiện kết thúc câu lệnh. Khi tính toán, máy tính sẽ tính toán giá trị của biểu thức bên tay phải gán vào biến bên trái. Tương tự như vậy, ta tính biểu thức B. Nhìn thằng B này nó hơi lằng ngoằng, nó bằng căn bậc 2 của x bình cộng y. Hàm căn bậc 2 ở đây ta có sqrt của giá trị cần tính căn. Thằng C cộng cộng nó không có hàm bình phương nên ta sử dụng x nhân x cộng với giá trị y. Rồi. Chia cho thằng mẫu số. Thằng mẫu số nó là z cộng t. Ta mở ngoặc.
Z cộng T. Và trở lại 1 giây. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp là sau khi tính xong giá trị của biểu thức rồi, vì biểu thức này là căn bậc 2 của một số nên chắc chắn nó là số thực, nên do đó mình không cần phải thêm cái chữ float ở đây nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc viết nó ra. Nếu CI là nhập thì CA sẽ là viết thằng A. Bây giờ ta nhìn output của đề bài, nó ở hai dòng, như vậy viết xong phải xuống dòng. Xuống dòng ta có tham số endline, chữ N và chữ L là tức là thể hiện hết dòng. Ta sẽ out thằng B, vì thằng B là số thực, ta có tham số fix. Ta có câu lệnh set pre. Đấy, nó đề xuất luôn các bạn dấu tab cái là được. Season. Đề bài này là ta kiểm tra xem cần lấy chính xác đến mấy chữ số. Ở đây đề bài với kết quả B lấy chính xác là 3 chữ số thập phân. Đấy. Ở đây ta sẽ precision 3. Rồi tên biến cần viết ra, đó chính là biến B. Rồi trước khi chạy chương trình nhớ ấn tổ hợp phím Ctrl S hoặc là ấn vào nút Save Everything là lưu tất cả. Ta nút chạy chương trình để build and run để cái nút hình bánh răng nhé. Và có nút Play ở giữa. Để biên dịch thành file chạy chương trình và với phiên bản mới nhất. Và chạy thử chương trình. Nó báo ra chữ return không là chương trình ok rồi. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện làm việc với tệp. Để làm việc với tệp trong C cộng cộng nó khá thuận lợi thì ta sẽ làm như sau. Ở bên menu bên trái ta vào file, chọn new, chọn empty file. Nó hiện ra cửa sổ thì ta chọn nhất là có tạo. Bài này tên nó là bài 1BT3.inp. Đúng không nhỉ? Save. Ok. Đấy. Bây giờ lấy test ở đâu ra? Thì trong đề bài nó luôn có một cái test demo cho mình chạy chạy thử. Đấy. Vừa rồi thầy lưu rất nhanh nhưng mà thực tế là phải ấn nút Save Everything để chạy. Sau đó ta mới ấn nút chạy chương trình để phòng chương trình nó bị lỗi, nó phát ra ngoài mất thì mất bài. Ta trong thẻ AR bên tay trái này, ta nhìn thấy cái file này, nó chưa không thấy file out đâu cả. Thì ta sẽ làm như sau. Nháy chuột phải, chọn Add File. Và chọn bài vào bt3.out ấn Open. Ok. Khi các bạn nháy đúp vào thằng bài 1bt3 này mà nó không mở ra thì các em nháy chuột phải vào nó. Chọn Open With, chọn cái dòng ở giữa. Internal Editor, tức là mở ra để chỉnh sửa. Đấy. Thì ta thấy được kết quả của bài toán nó ở đây. Vừa rồi thầy giữ phím Ctrl, thầy lăn chuột thì nó mới đẹp được như thế. Nó to lên. Sau đó mình thử các cái bộ số khác. Rồi ấn nút lưu, ấn nút chạy chương trình. Đấy, nó bảo bạn muốn ghi đề file file out hay không? Có. Có thì mới biết được kết quả mới là bao nhiêu. Muốn chứng minh được thằng này đúng, các em lấy máy Casio ra, bấm 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 theo biểu thức này với bộ số 234 thì xem nó có ra được kết quả như thế này hay không. Nếu đúng, ha, ngon rồi. Đấy. Rồi như vậy thì vừa rồi thầy đã thực hiện cái thao tác hướng dẫn làm việc với tệp. Thì ở trên kênh YouTube của thầy, thầy đã tạo ra cái video hướng dẫn làm việc với tệp vì nó hơi nhiều thao tác. Khi nãy thầy vừa hướng dẫn Lợi một lần, chắc Lợi cũng nhìn nhanh nhanh, chắc cũng quên luôn. Thì các bạn đã tìm kiếm cái chữ đặng Tuấn Thanh. Đấy, xong tìm cái chữ làm việc với tệp. Đấy.
thì nó sẽ có video là làm việc với tệp trong C cộng cộng. Đấy, thầy đã chuẩn bị sẵn cái video ở đây rồi, thì mọi người sẽ Đấy, thì trong video này chấm gì thầy hướng dẫn giọng thì hơi nghe chán đời một tí nhưng mà nói chung cũng nghe được đấy. Rồi vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái thao, sau khi làm việc với tệp xong rồi bây giờ ta có thao tác chấm bài. Vậy thì để chấm bài ta làm như thế nào? Ta nháy chuột vào văn bản này, ta Ctrl A. Ctrl A là để chọn toàn bộ cả tất cả văn bản. Ta nhảy copy. Để chấm bài thì vào trình duyệt web thì ta vào cái trang userland.dns. Đây là cái dự án tin học cộng đồng mà thầy Thành đang triển khai cho tới các thầy cô dạy tin trong cả nước. Về cũng triển khai được khá nhiều tỉnh rồi. Và các đơn vị cũng đang sử dụng để giảng dạy ở trường. Thì sau đợt này sẽ triển khai tới cô Hoàn cách sử dụng nó rất nhẹ nhàng và đơn giản để có thể quay trở lại phục vụ cho Thầy việc. ơi thầy, Sao em? cái bài vừa nãy thầy chụp màn hình lên cho em chép được không? Bài từ từ bà cái bài này Vâng. à, bài đây thầy quên chưa chụp đấy, thầy đang thao hướng dẫn thao tác quên mất. Thì gửi ở trong cửa sổ Zalo cho nó lưu lại nhé. Còn nếu không thầy cứ chat vào cửa sổ Zoom đây nếu mà. Rồi bây giờ thầy chấm thử ở trình chấm. Ở trên, sau khi đăng nhập vào thì trên menu chấm nó có vài chức năng. Trong mục chatbot là để ta buôn chuyện, hỏi bài, tâm sự, rồi chào vân vân, XYZ. Trong mục thí sinh này ta có thể đổi mật khẩu. Đấy. Tất nhiên đổi xong nhớ lưu lại chứ không được quên mất. Trong mục chấm bài để chấm bài. Đấy. Chấm bài thì mặc định của mình là chấm file Pascal, à, file C cộng cộng nó là CPP, Pascal là chấm Pat, Java là chấm Java, còn Python là chấm Py. Ta xóa cái code cũ này đi, sau đó ta paste code bài làm của mình vào đây. Đấy, ta nhìn tổng quan xem code đủ chưa. Ta copy tên file, tên bài ở đây nó quy định theo cái tên file này nha. Nó quy định theo tên file này. Sau đó ta ấn nút submit để nộp bài. Khi đó thì hệ thống nó sẽ báo là hệ thống nộp bài đã thành công. Thì ta chờ đợi nó một tí. Bài vừa rồi mình chấm là bài 1BT3. Vậy chờ một chút thì nó sẽ hiện lên kết quả. À. Ở phía bên cô Hoàng đã cài được phần mềm code block chưa? Nếu cài được rồi cô comment Em xuống. cài được rồi. À vâng. Thế có khoảng mấy phút nữa cô sẽ chia sẻ màn hình để xem quá trình mình sử dụng. Vâng. Rồi, vừa rồi thì thầy đã chấm vào đấy. Trên lịch sử chấm nó báo là bài 1BT3 của thầy Thành 10 điểm. Ừ. Hôm nay thầy chấm phát ngầu ghê. Chấm phát đã được 10 điểm. Thầy click vào đây để xem lịch sử chấm như thế nào. Ở lịch sử chấm nó báo là kết quả khớp đáp án với cái test 1, test 2 khớp đáp án, test 3 khớp đáp án, test 4 khớp đáp án. À, như vậy là bài này nó có 4 test và mỗi test được 2,5 điểm. Thì khớp cả 4 test nên thầy được 10 điểm. Đấy. Như vậy đó là còn chỗ nào khác đáp án là sai, không tìm thấy file kết quả thì là do ta đặt sai tên file ở chỗ này. Nếu thư đặt sai tên file ở chỗ này. Đấy. Nên ta có nhé, khớp đáp án, khác đáp án, biên dịch lỗi và không nhìn thấy file kết quả. Đó là những cái file, đó là những cái phổ biến nhất mà ta hay gặp. Rồi, các em có làm thảo em. Rồi trên đây là bài làm của bài số 3, bài 1BT3 đã xong. Trong trên server này ta có thể có cái thẻ bài nộp. Ấn vào đây thì ta sẽ xem được trạng thái xem bạn nào đang nộp bài.
Đấy. Vừa rồi khi nãy thầy vừa nộp này, trước đó bạn Lợi nộp này, trước đó kế tiếp nữa lúc 9:17 là bạn Huy nộp này, trước đó bạn Trường Giang này. Đấy. Rồi ở chỗ này là bạn Minh này, đây bạn Trung Minh, cho bạn là làm bài lập trình nâng cao, đây bạn này đang ở bên lớp nâng cao làm bài về chuyên đề đồ thị. Rồi bây giờ xin mời cô Hoạt chia sẻ màn hình làm việc của Cốt Bờ Lợi. Cô cứ mạnh dạn chia sẻ, học giống như các bạn này. Em thưa thầy, cái bài của em đây ạ. À. Em mới làm được đến đây. Cái chỗ nó cũng siêu là cũng mải nghe thầy giảng quá nên siêu làm Vâng. tiếp được. Vâng. Thế tới tới đây bây giờ mình nháy chuột phải vào màn hình, cứ nháy chuột phải ạ. Chọn cái format cái dòng thứ tư từ dưới lên ấy. Dòng này ạ. À, cái dòng này là nó sẽ tự định dạng code của mình về trạng thái đẹp nhất có thể. Vâng. Đấy, thế thấy nó rồi, bây giờ là đẹp lộng lẫy rồi. Format yêu. Vâng. À. Rồi bây giờ ta tính tiếp thằng B, AB. Rồi bây giờ ở trên cái rồi cô tính tiếp, làm tiếp đấy, cứ để màn hình thế làm tiếp. Vâng. Hay cái gì nhỉ? Như là cái gì Cái gì? bình trừ về cộng gì, cái này là x bình cộng y chia cho z cộng t. X gì? Y chia z. CA thấy. À, cô cứ làm giống như tư duy của mình, đầu tiên bước 1 nhập, bước 2 tính toán và bước ra bước 3 đưa ra kết quả. Chữ C và chữ OUT CA dấu nó ngược về bên trên thế nhỉ? đây. CA AB. Vâng. Sẽ theo thằng A trước, sau đó xuống dòng. Nhìn lại cốt thầy à, xuống dòng N với L. Xuống dòng này. N với L là xuống dòng. Thêm hai dấu bé hơn trước đó nữa. Vào bé hơn N là N Ừ, chị em lại. like phi sale. Cái chỗ này là quy định in ra đằng sau có mấy cái chữ thập phân thành nhỉ? À, Ra có ba chữ sale. số thập không, thì ba chữ số thập phân thì mình sử dụng câu lệnh fit set precision. Có chữ fit là chữ sửa chữa. Vâng. Đây đó sẽ CL này, B này, à hai dấu Ở chỗ bé, này chữ B à? Thầy. hai dấu bé hơn bỏ chữ B đi đã, chứ thằng B tí nữa mới, nó là cuối cùng. À. À, CL chữ fit là chữ sửa, chữ fit ấy, Yeah. chữ x này đây. Nó thiếu chữ x thì phải. Được rồi nhỉ, chữ fit là nó đó, nó thêm chữ x rồi, đúng rồi. Rồi chữ set, khi có chữ set này, không có chữ p này. Em nhìn xem xét về Đây, gì thì xin rồi, có chữ p đây rồi, ấn nghe dấu tab dựng đấy, đấy click vào đấy luôn. Thường thường thì mình sẽ rồi rồi mở ngoặc số lượng vâng chữ số thập phân định lấy làm tròn.
theo đầu bài cho là 3. Rồi mở ngoặc ra 3 đấy. Rồi xong đi ra ngoài, xong ghi hai dấu bé hơn tên biến cần viết ra. Ở chỗ này Tấn Huy cũng quan sát kỹ nhé. Và khi mà mình lựa chọn các cái biến kiểu thực thì ta sẽ sử dụng biểu câu lệnh self fit separation. Rồi bây giờ ta ấn nút lưu bài. Lưu bài đó là cái nút hình cái đĩa, nhưng mà có nhiều nhiều cái đĩa chồng lên nhau ấy, thì ta có thể ấn tổ hợp phím Ctrl S cũng được Vâng. để lưu bài, thì ta lưu thường Tôi lưu rồi. xuyên cái đĩa bên cạnh nhé, cái Tôi đĩa thứ lưu tư rồi. ấy. Và... rồi. Em lưu rồi. Rồi bây giờ ta ấn nút chạy chương trình, ấn cái nút chạy chương trình là nút hình bánh răng đấy, đúng rồi đấy. Nó báo rằng cái câu lệnh này nó đang bây giờ nó báo đây, nhưng mà nó chưa biết lệnh lỗi ở đâu, thì ta vào thẻ view chọn lốc. Rồi đấy là chỗ thanh thanh trượt ở chỗ chỗ này, không biết cái bên này nó có cho vẽ nhỉ, ở cái thanh trượt mà cái dưới chữ lốc AR ấy, ấy dưới đấy 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 đúng rồi, cái chỗ ấy đưa đưa chuột lên trên một tí để nó biến thành cái thanh thanh ngang để mình kéo cửa rộng cái cửa đó lên đấy, đúng rồi đúng rồi, kéo vừa vừa tay kéo lên tí nữa, mình kéo kéo rộng cửa đó lên tí nữa. Rồi bây giờ mình vào cái thẻ, bây giờ mình ấn F9 lại đi, thì nó sẽ hiện lên cái đây 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 đây, đây. Nó báo rằng đấy ở dòng số 7 Erode Free Open, à hình như chữ Free Open hình như là mình open, hình như nó là thừa chữ N Em thử thế nào. đấy, cái dòng dưới cũng vậy, Ừ. Free Open rồi, lại tiếp tục F9 tiếp, Đúng này. nó báo rằng là biến A chưa khai báo. À như vậy thì À, cái chỗ trên này em xưa ấy nữa này. cái thư viện là Viện này thư chưa viện khai báo đủ. thư viện thì mình có cái thư viện tổng hợp thì lôi nó vào. Bit etc. Thế này Vẫn biến đây này, AB à, chưa chưa khai báo biến AB. đúng rồi, mình khai báo biến AB ở dòng số 5 cho tụt xuống. Vừa rồi Lợi có hỏi gì đấy? À, em vừa nãy chép bài kia của thầy ra, em A ra là kết quả là in 0 A 0,247 thôi, 0,35. được quá. B Tức là cái nó đang bị ngược kết quả phải không Lợi? B đúng Là không? thiếu một kết quả. Nó thiếu cái thằng 35 à? B. Nông Vâng A. ạ. Được, chờ thầy mời một tí để cô là cô chia sẻ. Rồi. Để cô. À, cái cho cái chữ INT xuống dưới đi, ta cắt cái dòng số 5 Cái dòng đứng này đấy. cắt cái đó đứng sau sau thằng B đấy, đúng rồi. Chữ float là chữ T, float. Loat Nó báo là ở dòng 14 có như cái chữ endline chưa được khai báo, như vậy chữ endline đó là ta đang bị viết ngược đó. Chữ end là kết thúc. hình như em viết sai chữ đúng không? Và chính xác đấy. Rồi về chạy luôn, nhớ phải lưu trước khi chạy đề phòng nó bị grab, nó bay ra ngoài cái xót xa lắm, ngồi gõ lại từ đầu. Nó báo rằng có một cái câu lệnh, cái chữ là CA chứ không phải chữ cao, nó thừa chữ N.
Nó nhìn hao hao giống nhau ghê. khổ thế đấy thầy ạ. À? Chưa biết cái gì Đâu các bạn này, nên khi là mà đi nó theo chưa ấy, quen đấy. thằng C cộng cộng nó hay đề xuất mà mình không để ý, vâng hay là nó gán luôn cho mình cái câu lệnh đấy. vâng Rồi chơi lại các bạn khác trong quá trình thầy hướng dẫn các bạn ở trong lớp thì các em cũng quan sát, và trong quá trình quan sát thế mình mới phát hiện ra những cái lỗi mình hoàn toàn có thể sửa được. Vừa rồi thì nó chạy ra màn hình đen thì cô Hoàn ở lên tơ để cho nó quay trở lại màn hình soạn thảo bình thường. Vừa bây giờ cô vào thẻ file, chọn new, chọn empty file. Tấn Huy ơi, em hỏi gì em bật mic lên nói được, hoặc là em bật cửa sổ chat nhé. Rồi, MT5. đúng rồi, lần sau thì ta có thể dùng tự. Nó hiện ra cửa sổ, mình đặt tên file là bài này là bài, thì nó là gì nhỉ? Để xem lại file cái. Bài 3 BT. Bài nó là bài 1 BT3. Bài 1 BT3. Rồi, chấm INP, chấm input ấy. Tấn Huy ơi, sau khi cô Hoàn chữa xong thì để Tấn Huy với Lợi sẽ show code nhé. INP Thiếu mất chữ BT3 rồi. bài 1 BT3 Rồi cái trong mục Save as type ấn INP. mũi tên đổ xuống, chọn thẻ all file. Đấy. Dưới cùng kéo tẹt ga xuống dưới. Rồi ấn nút Save. Năm. Rồi bây giờ ta nhập test đề bài vào. Đấy, chọn dòng dưới cùng. Đấy. OK. Rồi về ta quay ra xem test đề bài. Test đề bài mình đang chạy với bộ số Hai là ba bốn không? 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Cách ra nhỉ? Cái này. Xong lưu lại ở đây. Ấn nút chạy chương trình. Lưu lại sau đó ấn chạy luôn được chứ không cần phải chuyển tab. Nào. Không như nào thầy? Không như nào thầy ơi? Bên chữ bài 1 BT3 bên tay trái thì mình nháy chuột phải vào cái chỗ màu đen đen ấy, cái project của mình bên tay trái đấy, bên bên trên đấy, đấy nháy chuột phải vào Này. nó, nháy chuột phải À, chuột vài vào. rồi chọn add file cái dòng số 3, Hết file. rồi chọn bài 1 BT3 chấm out của mình là file nào nhỉ. Đấy, đúng rồi. Ở đây. Rồi đấy, ta mở nó ra. Rồi chọn dòng dưới cùng. Này chưa nhớ được thầy ạ. Nó báo là cái thao tác này thì mình đã tạo ra một cái video bởi vì nó nhiều thao tác nên mình không nhớ được. Nó báo không và nan chứng tỏ là chưa có giá trị. Như vậy bây giờ mình quay trở lại chương trình chính, mình kiểm tra lại cái thao tác nhập dữ liệu. Đấy. Ta có là bài A, chữ cái file ở dòng số 9. Ở dòng số 9 của mình là bài 1 bt3.inp, viết tắt của chữ input. Bài một VTV INP. À, chữ P là viết tắt của chữ put đấy. Rồi chạy lại. Vâng. Nêu đè đây. Vâng, ghi lưu đề lên bởi vì mỗi lần ta chạy thì nó sẽ ghi đề lên file output. Cái file out nó ở bên trên thẻ trên đầu luôn rồi. Mình click để xem luôn được. Hoặc là Chỗ nào mình đấy ở ngay này đấy chỗ ạ? ở đó cũng được đấy. Vâng. Rồi, bây giờ mình nhảy sang, bây giờ mình thử test khác đi, nhảy sang file in thử bộ số 234 chẳng hạn. Quá bình thường này. Ở đây. 2, 3, 4, 5. Cách nó ra. Mail này. Sao Rồi. này? Và nó ra được kết quả như thế, muốn biết đúng hay không thì Đây mình phải lấy máy máy Casio để thì mình theo vâng. thì, rồi bây giờ mà ta tha sang tác nộp bài. Sai rồi thầy ạ. Sao thế? Cái phần input kia
phải điền là 1 2 3 4 đây, bạn điền 2 3 4 5. À, đây là mình đang thử test khác để xem chương trình mình có chạy được với đúng với test khác hay không ấy. Tức là mỗi chương trình thì mình chạy Hiểu cái rồi. test đề bài đề xuất xong rồi, mình phải nghĩ ra một bộ số khác để mình chạy thử nhé. Vâng. Rồi Vâng. bây giờ cô Chắc Hoàng sẽ em có. chưa nhớ mấy thầy ạ, nên là chắc em phải xem lại Đấy, yên video, tâm, chưa nhớ mình luôn có được. video bài giảng lo gì. À rồi, Vâng. bây giờ mà vào My File trên MCP để copy code để nộp bài trên hệ thống nào. Bây giờ Đấy, vào. thầy em chưa xem màn hình, thầy xem bọn em này ạ. Ừ, chờ thêm 1 giây không để thầy hướng dẫn cô nộp bài một phát nữa, xong ta sẽ tiếp. Rồi ta Katrina chọn toàn bộ văn bản. Rồi copy đi. Rồi bây giờ cô chia sẻ mà trình duyệt web đi. Bây giờ vào trình duyệt web. Duyệt đây thầy. Đấy trước, à, hiện tại thì trên màn hình của Zoom cô đang chia sẻ mỗi phần mềm Code Block thôi. À, vâng. Mình ấn nút chia sẻ lại. Có thể mình stop xem chia sẻ lại. Thầy ơi đây ạ. Rồi bây giờ ta vào vào thẻ mới, à, mình mở ra thẻ mới. Không nhà mình nhảy lên cơ mà. Để chỗ bác nữa. Làm gì đây? Một chỗ này thì Đấy, vào vào cái trang web và cô vào trong nhóm Zalo để copy lấy cái đường link. Đó là Du Xuân vâng. Lên, là hệ thống chấm bài online trên mạng LAN. Vâng. Thì sau này mình dùng cái đó để cài đặt ở trên phòng máy của mình, cứ máy phòng máy có mạng LAN thì có thể dùng được. Đấy, đăng nhập vào cái tên là KCB4. Gõ luôn là chữ KCB4. Muốn Rồi T không thêm thêm họ có tên viết tắt nữa. à, thế để em Trần có Thị Thúy Hoàn 3 chữ T. Xong có chữ Hoàn. bị thiếu hoàn à. À. T T T Hoàn. T phát nữa Hoàn. Rồi mật khẩu là chữ A đẹp. Không ghi sau đó gõ chữ thường nhé. À, đẹp đúng không? À. Rồi click vào dưới nhớ để lần sau mình có thể. Vâng. Rồi nút lưu lại. Rồi về tận đấy, đây là cái trang chấm bài. Ta ấn vào Vâng. nút chấm bài để thực hiện thao tác. Chấm bài đây ạ. À. Rồi, xóa cái code cũ của nó đi. Cái code này là code demo. Có vào đây đây. Vâng, bây giờ mình paste bài làm vào đây luôn. Ok. Nhảy sang code của Ok. nó. Còn lại. Ok. Xong rồi. Rồi bây giờ lăn chuột lên trên. À. Ta lăn lên trên một tí cái kéo cái thanh trượt đấy. Trong cái ô trống đấy thì mình gõ chữ là bài 1 BT3. Đấy là chính là Có đấy. CTP rồi. Rồi bây giờ lăn chuột kéo xuống dưới cái chọn nút submit để nộp bài. Đấy, nút nộp bài Thành thành công vậy công. ạ. Đấy, bây giờ lăn chuột xuống dưới chờ nó một tí hệ thống khi nộp bài này thì cái hệ thống nó sẽ nộp lên trên máy chủ nó sẽ chấm và máy chủ nó sẽ thu bài của học sinh. Vâng, cái À, này gọi là chấm tự động thầy. nó chấm tự động và nói chung là kiểm tra trên lớp nhàn lắm. Đấy. Vâng. Đấy thì nó ra được điểm như thế là nó báo là bài này bạn đã làm được 10 Điểm. điểm. Vậy thì Vâng. mình có thể click vào đấy để xem lịch sử chấm được. Đấy, click vào chỗ màu xanh ấy, cái chữ màu xanh ấy. Đấy và đấy. Vâng. Thì khi click vào đấy nó hiện ra cái cửa sổ là lịch sử chấm là bạn chấm được bao nhiêu test khớp đáp án đấy là được nhé. Vâng ạ. Và tương tự như vậy thì mình sẽ làm luôn bài tập kế tiếp. Rồi bây giờ xin mời bạn Lợi chia sẻ màn hình nào. Rồi khi nay Lợi bảo là nó bị khác kết quả như thế nào. Rồi em quay sang code chương trình nào. Em zoom to con tí, thầy già cả quá rồi đúng không? Bài 1 bt3.in, bài 1 bt3.out. Rồi nhập xyzt.
A thì sẽ bằng là x cộng y cộng t nhân với z cộng t. Để thầy xem, nhân với z cộng t, à, nhân với x cộng t chứ nhỉ, nhân với x cộng t rồi, đúng rồi, x bình cộng y chia cho z cộng t, rồi sau đó đưa ra phi sẽ đưa ra b. Đúng rồi, em chạy chương trình xem sao, rồi ấn nút chạy chương trình đi. Đúng rồi, sau khi chạy xong rồi thì lợi đóng cái cửa sổ kia lại và ép cái file out vào. Thao tác rất chuyên nghiệp. Nó ra 0.427. Như vậy là nó bị mất mất cái thằng kia à? Em quay lại, 35 ạ. quay lại code chương trình để xem nào. Sao cái dòng số 35 nó mất rồi nhỉ? À, đúng rồi, bởi vì dòng số 13 em xem mỗi thằng B thôi mà, em ấn dòng số 13 tụt xuống dưới. Đặt trò chuột ở đầu dòng ấy. Dòng Ông 13. bấm nào Ở đây ở dòng 13 mà. Em thôi. đang ở Ông ạ. dòng 14 rồi. Dòng 13 là chữ CA ấy, ở đầu dòng. Ấn sang trái tí nữa. Rồi ấn enter đột một phát là nó tụt xuống, đây có gì đâu. Rồi về em CA nhảy lên trên, em CA thằng A ra. Nhảy lên dòng 13. Đấy, em sử dụng câu lệnh CA biến A ra. Rồi gõ đi. Sao lại à, em double nó à. Sửa cái thằng bên trên nhá, chứ không phải thằng bên dưới đâu. Vì thằng A nó là số nguyên, em chỉ cần xe mỗi thằng A thôi chứ không không, không cần fit separate. Bởi vì A nó là một biểu thức. Nghe đùa rồi thôi. Bỏ cái thằng fit separation của nó đi. Cả cái thằng fit nữa. Bỏ luôn thằng fit đi. Đấy. Rồi mỗi thế thôi. Chạy luôn xem sao. Như vậy lần sau nếu mà chạy không thấy kết quả thì có khả năng mình quên chưa xem nó ra. Đấy. Cái số 35 nó đúng rồi nhưng nó chưa xuống dòng đúng không? Vậy thì quay trở lại chương trình chính, em thêm cái dấu tham số endline để cho nó xuống dòng. Cái tham số endline nó ở đằng sau thằng A nhé. Tức là sau khi viết A xong thì mới xuống dòng. À em thích sử dụng tham số gạch chéo N à? Nếu mà em thích sử dụng tham số gạch chéo N thì em phải đặt nó trong cặp giống hoặc kép. Giống hoặc kép giữ phím shift với cạnh phím enter ấy, giống hoặc kép. Thôi em sử dụng cái tham số endline đi, không phải ngoặc nhỏ này. Không không phải cái đấy, thôi em xóa nó đi, không dùng cái này nữa. Xóa ra, xóa luôn hai dấu bé, xóa luôn cái dấu bé kia đi. Rồi thử dùng endline để em kéo nó xuống dòng đi, à, đến cuối hàng đi. Nó đứng sau thằng A ấy, bởi vì viết xong thằng A thì ta mới đưa nó ra đúng không, sao lại để nó ở đây. Thôi tóm lại em xóa thì em gõ tròn nhảy, cắt cắt dán dán lâu quá. Mới 3 ký tự rồi nãy giờ mình thao tác mất bao nhiêu ký, bao nhiêu thao tác rồi. Rồi chạy chương trình thôi. Mày được chưa thầy? Cứ chạy thử đi, mạnh dạn lên, mình có quyền thử mà. Bản chất của viết phần mềm, viết và chạy thử, viết và chạy thử. Nên mình đừng ngại sai nhé. Một trong những cái khi học lập trình đó là mình cứ viết và chạy thử, viết và chạy thử. Để khi nào đúng thì thôi. Được Ok rồi chưa? ạ. Bây giờ em mở file input ra, em nghĩ ra một cái bộ số khác em điền vào. Khoan, kết quả này đúng hay sai? Sẽ rất khó để trả lời. Kiểm Rất khó để kiểm trả lời. tra thầy thầy thầy
kiểm tra cái kết quả cũng như là muốn mình đúng hay sai, mình kiểm tra bằng Casio, kiểm tra kiểu gì nhỉ? À thì em nhìn cái bây giờ nhé, em nhớ là bây giờ ta đang có là x bằng mấy nhỉ? À, x bằng 7, y bằng 8, z bằng 9 và t bằng 5. Sau đó mình thay vào cái biểu thức mà theo công thức ở trên Word. À Đấy. Mình vâng. bấm bấm theo biểu thức đấy. Bấm máy ấy. Thì khi đó nếu mà kết quả trên máy tính nó ra được cái thằng A và thằng B theo đúng cái công thức và với giá trị mình truyền vào như thế mà nó ra được trên máy Casio và trên máy này mà giống nhau thì chứng tỏ là chương trình mình viết trên máy tính đã đúng nhé. Rồi xin cảm ơn Lợi. Lợi có thể nộp bài được lên hệ thống được rồi. Và với mỗi bài sau thì ta không cần phải chờ đến bài mẫu nữa mà ta tự nghĩ ra để làm. Cố gắng thêm. À, xin mời Tấn Huy nào. Hai cái cô hỡi, em có xe cho một năng xe cho này, em không nghĩ là xe cho một. À, được rồi. À, bây giờ em vào thẻ View, chọn thẻ Lock. Vào thẻ View, chọn chữ Lock. Rồi bây giờ ở cái chỗ dưới kia em kéo cái thanh trượt đó lên trên cho nó cao lên tí. Em vào view chọn lớp chưa nhỉ? Rồi đấy bây giờ em kéo xuống dưới. Em kéo cái cửa sổ đó lên được không? Ở cái chỗ mép mép dưới của cái thanh trượt đấy, mép dưới. Nó có biến thành mũi tên hai chiều không? Rồi bây giờ em vào lại thẻ view nào, thầy xem lại em đã check vào đấy chưa? Rồi chọn chữ lốc rồi à được rồi nhỉ. Đấy, đấy bên nó lên rồi kìa. Đấy bên không em di di chuột lên trên ở giữa cái mép giữa thanh trượt ngang ấy, mép dưới của thanh trượt ngang đấy, giữ chuột trái kéo lên trên, kéo vừa tay thôi. À. Rồi về nó đang báo lỗi mịn mù, nó báo ở dòng số 10. À khoan, em lăn chuột lên trên cùng đi, không lăn 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 chuột của cái cửa sổ lỗi đấy. À, đây là trên cùng kìa. À? Thôi tóm lại là cái lỗi này thì ít người sẽ phát hiện ra, đó là trong khi học lập trình cái biến y1 ấy mình không được hay không được phép dùng nó, bởi vì nó được dùng cho việc khác rồi. Do đó em thay pen cho nó thêm một số 1 nữa, đặt tên là y11 chẳng hạn. Y bằng một, Y11. y thôi. À không, em thêm cho nó một số 1 nữa mà. Tức là mình đặt tên khác đi ấy. Gõ cho nó thêm một số 1 nữa là hai số 1 liền. Bởi vì biến y1 này hệ thống nó dùng vào việc khác rồi nên mình không được dùng nó. Thì bây giờ mình phải đặt một tên khác cho nó. Em gõ thêm một số 1 xong mà lâu thế. Gõ hai số 1 chỗ đấy mà. Nút bị kẹt. Trời ơi, tí nữa ra FPT Shop mua ngay một con MacBook Pro 2023 nhá. Bảo bố mẹ thầy Thành bảo thế. Xong về bố mẹ đập cho. Tỷ lệ hỏi Số tại hẹo này không, cái thằng đó dùng thoải mái, thằng đấy không phải. À, rồi cái file rồi kế tiếp ở dòng số 7 em sửa lại tên file đi, bài này tên là bài 1BT3 mà. À đâu, em đang làm bài nào đây? cũng thành bè mà khoảng cách này. À, bài khoảng cách á. À, được rồi, thôi bài nó tên là bài 1 thì đúng rồi. Rồi em C in x1 y1, chỗ y1 em lại sửa lại tiếp đi, em cho nó một số 1 nữa. Rồi, nút hơn. Gọi nhanh tay lên, trời, có mỗi số 1 cũng bị kẹt, thấy buồn với Tấn Huy quá. Rồi bây giờ S thì bằng căn bậc 2 của x2 trừ x1, chứ bình phương nó không có đâu. Em ghi lấy nhân với x2 trừ x1 tiếp. Em xóa cái thằng đấy đi. Muốn tính được một biểu thức bình phương ta lấy hai thằng đó nhân với nhau, gõ lại cái biểu thức kia một lần. Tương tự với thằng Đây y, thầy. tương tự với thằng y, các bạn làm tiếp tục các bài về kia nhé.
tranh tranh thủ lúc chờ thầy chữa bài cho bạn thì các em đã làm xong bài này thì chuyển tiếp bài kế tiếp nhé. Thầy, em hỏi luôn cái bài này nhá. Ừ. Cái kiểu như là đề bài của bài này nè, là nó chỉ có loanh quanh là x1, x2, y1, y2 thôi. Nhưng Ừ. sao lại có y11 là thầy? À, đó là do cái biến y1 đã bị dùng, bị cái thằng code block nó dùng vào việc khác rồi, do đó mình không được phép sử dụng biến đấy. Nên mình phải đặt cho nó một cái tên khác. Và để đặt tên khác thì mình cho nó một khác đi là được mà. Em thích thêm số 1, số 2, số 3 đều được nhé. À thầy, Đấy. ok thầy. À, nó báo rằng là thiếu dấu chấm phẩy. Như vậy là biểu thức ngoặc của mình đang bị thiếu một cái ngoặc nào nhỉ? À đấy, thiếu một cái ngoặc trước thằng Y2 đấy. À, Phúc vào đây rồi à? Nãy giờ thầy thấy Phúc vào ngồi cười mà thầy không để ý. À, Được rồi, lớp được rồi, được rồi. ta, lớp Python ta học muộn một tí nhé, bởi vì hôm nay lớp cái lớp trước thầy kết thúc muộn quá. Nên là Yeah, thôi. được rồi. Bây giờ Tấn Huy sang thẻ main.cpp. Yeah. À, và sang trong bài main. Rồi em nháy chuột phải vào giữa màn hình. Nháy chuột phải. Chuột phải mà. Không 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 cần chọn. Em nháy chuột phải thôi. Rồi chọn cái dòng thứ tư từ dưới lên. Chữ format user style. Đấy thì thấy code chương trình nó đẹp hơn chưa? Đấy, như vậy thì lần sau mỗi lần code xong trước khi nộp bài em nhớ format lại code cho nó đẹp và ngầu hơn nhé. Rồi bây giờ em chạy thử với test khác đi. Đợi 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 nó chạy, đợi nó chạy xong thì em khoan từ từ, cái cửa sổ màu đen em đóng đóng nó lại đó. Yeah. Chưa, em đang thu nhỏ nó dưới. Em đóng hẳn nó đi bởi vì cái nút kia nó phải hiện lên chữ màu. Rồi nút play nó phải màu xanh thì nó mới chạy được. Hoặc là em đấy chọn nhiên. Đấy. Rồi sau cửa sổ rồi vừa rồi ấn stop đi. Như vừa rồi em chơi thao tác. Ở bên trên màn hình thì thôi chờ một tí nhé. Của em đã bay bay màu rồi. À, được rồi, bây giờ Tấn Huy tí nữa thoát ra code block vào lại và em nộp bài lên trên hệ thống nhé. Rồi vừa rồi ai có rồi tranh thủ thầy đang giảng bài mấy đứa nó ngồi buôn chuyện với nhau buồn ghê. Rồi ta sẽ tiếp tục nhá. Có ai đang còn khi nãy có hỏi cần phải chữa không nhỉ? Nếu không ta sẽ chuyển sang bài kế tiếp. Đấy, chỗ Tấn Huy là ok rồi, thôi tóm lại thì ta bài nào chưa xong thì ta sẽ làm sao nhé. Tấn Huy ơi, ta sẽ sang luôn bài kế tiếp, em làm bài cùng chung với mọi người nhé. Các bài nào còn nợ thì server bật đấy thì các em sẽ dành thời gian để nộp bài sau nhé. Rồi vừa rồi thầy trò mình đã làm với bài 1BT3 để biết cách làm việc với tệp, biết cách nộp bài lên hệ thống và biết cách chạy thử chương trình. Đấy, đây là nó tổ hợp các thao tác. Cố gắng làm nhiều bài thì nó cũng sẽ quen thôi. Rồi bây giờ ta sang cái bài toán kế tiếp. Cái bài toán này nó ở chương trình toán học lớp 8 hay toán học lớp 9 ấy. Nó hơi lằng ngoằng. Đề bài là cho điểm A có tọa độ x1, y1, điểm B có tọa độ là x2, y2. À, bây giờ người ta ở Tấn Huy đã làm tới bài này rồi cả. À, hãy thực hiện là viết chương trình xác định khoảng cách giữa hai nhà này. Đấy. Thì kệ à đúng rồi, thì nhớ là cái bài này hôm trước ta đã phân tích rồi đúng không? Thì ở cái bài này thì ta nhận thấy rằng là ta có số thực x1, y1, y2, y2 và là các biến input đầu vào và ta cần tính khoảng cách của giữa hai điểm. Thì ta có một cái công thức ở trong toán học để tính khoảng cách giữa hai điểm. À. Đây tí, đây.
Hoàng Phúc ạ, đây là lớp học về C cộng cộng lớp mới. Để cho các bạn mới học lập trình C cộng cộng từ đầu. Với cái nhiệm vụ là cố gắng trong 20 buổi để làm chủ được hết cái nội dung của C cộng cộng. Trong trường hợp nếu mà trong khoảng 20 buổi mà ta không cái năng lực của các bạn chưa đạt được cái yêu cầu cần đạt của thầy đặt ra thì ta sẽ tăng số buổi lên rồi các em vẫn học trong cái chương trình học miễn phí hết. Để yên tâm. Rồi bây giờ ta sẽ sang cái bài toán đầu tiên. Vậy thì để tính được khoảng cách giữa hai điểm A và B thì khi nãy ta tranh thủ tia được chút một cốt bài làm của Tấn Huy. Đó chính là để tính khoảng cách giữa hai điểm thì ta có công thức D là sẽ bằng là căn bậc 2 của cái thằng x2 trừ x1. Để khi gõ thì ta giữa toán tử và toán hạng các bạn cách nó ra nhé. Nhân với x2 trừ x1. Nhớ chứ chỉ có một dấu cách thôi nhá. Cộng với y2 trừ y1 nhân với y2 trừ y1. Đấy. Do cái biến khi nãy ta thấy rằng là khi mình viết thế thôi. Nhưng được đấy. Như vậy do biến y1 nó bị dùng rồi nên ta khai báo thêm nó một số 1 để nó khác so với cái biến hệ thống đã dùng. Đấy. Vậy thì đây là cái công thức tính khoảng cách giữa hai điểm. Và các bạn nhớ cái công thức này nhá. Công thức này sau này thầy trò mình còn dùng rất nhiều cho rất nhiều các bài toán khác. Vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy rằng ồ việc biết thế khi nay ta rồi. Vậy thì ta sẽ làm luôn với cái thời gian hệ thống còn báo nhiều. Vậy thì ta sẽ lấy bài của ai bây giờ? Bài này bài 1 à. KCV4 này. Phải nhảy vào thư mục rồi. Để tìm cho nó nhanh. Bài làm của các em sau khi nộp, các em nộp chấm điểm thì trên hệ thống nó sẽ thu bài về đây. Và khi đó thầy sẽ có ở đây KCB4. Ta xem Huy làm bài này rồi. Lợi rồi. Bài của Hưng đâu nhỉ? Bài của Hưng hình như file hôm trước rồi. KCO4 bài 1 của Hưng đây. Đấy. Ta lấy luôn bài 1 của Hưng ở đây. Và ta cùng quan sát nhé. Đề bài là cho x1, y1, y2, y2. Như vậy thì khi nhập thì ta phải nhập x1, y1, y2, y2. Các biến này thì thầy cũng góp ý với Hưng là ta khi ta code thì ta nên code luôn ở đầu chương trình nhé. À, ta nên khai báo nó ở đầu chương trình luôn. Đấy. Rồi thì sau khi nhập x1, y1, y2, y2 xong, nếu sau trường hợp của đấy nên của Hưng này nó không báo lỗi nhỉ? Thầy bổ sung ở đây luôn để cho các bạn làm. Thì cái biến độ dài bạn đặt tên nó là Ranger, nghe rất chi là ngầu. Bằng căn bậc 2 của thằng này cộng với cái đấy, thằng này. Đấy. Khi viết ra ta sử dụng các loại fit, set, precision, cái tham số fit nó đứng trước nhé. Fit, set, precision. Đấy. Rồi sau đó tên biến cần viết ra. Đấy, bài này bài của bạn Hưng. Rồi, ok. Ở đây là nội dung của bài số 1. Và các bạn thấy là đợi thầy chụp lại cái bài làm của bài số 1 thì gửi ở trong nhóm Zalo. Rồi nhỉ. KCV4. Rồi sau khi thực hiện xong cái thằng này thì các bạn đã có thể chạy được cái chương trình này và đưa ra được kết quả. Rồi, như vậy thì với cái bài trên bây giờ thầy thử chạy thử nhé để thì xem bài làm của Hưng chạy cái có đạt được kết quả không. Để remove thằng này đi. Để chứ phải remove thằng này đi. Rồi về thầy nút chạy chương trình để kiểm tra lỗi trước. Code của Hưng trình bày chương trình đẹp chuẩn người mẫu luôn. Rồi bây giờ ta có chưa thêm tệp mới.
Ta vào file, chọn new, chọn empty file. Khi đó nó hiện ra cửa sổ. Ta chọn tên là bài này là bài 1.inp. Đấy. Đấy, sau đó ta nhập tọa độ điểm ví như 0020. Giữa các cái giá trị nhập vào nó luôn cách nhau bởi một dấu cách. Ấn nút lưu bài trước khi chạy nhá. Đấy, nó hiện ra cửa sổ để chạy. Ta nháy chuột phải vào project, ta chọn add file. Ta chọn bài 1.out, ấn nút open. Đấy. Thì ta thu được bài 1.out và nó thu được kết quả rồi. Bây giờ thì thầy lấy điểm khác trên tọa độ, thầy lấy một điểm ở gốc tọa độ là 0.0, một điểm khác ở gốc là 2.2. Thử xem cái nó ra có phải là đường chéo của hình chữ nhật có cạnh 2.2 không? Là được 2.82. Đấy, như vậy đây. Như vậy sau khi làm xong thì ta sẽ thực hiện cái thao tác chấm trên hệ thống bài. Các em nào mà khi đăng nhập vào mà các em vào trang dusolen.ddns.net mà các em mà không vào được hoặc là mật khẩu bị mất thì các em nhớ nhắn tới Zalo của thầy nhé. Zalo của thầy có trên kênh YouTube của thầy hoặc là trên trang này cũng có là 0854518333. Thưa thầy, Sao? thầy nói qua bài ba cho em được không? Ok, chờ thầy một giây để thầy add time cái không nó bay màu mất. Ôi thôi, cái thằng KCB4 báo hết thời gian rồi. Được rồi, bây giờ quay sang bài 3 thì thầy sẽ tua nhanh sang bài số 3. Ở bài số 3 này thì ta nhận thấy rằng là chu vi người ta yêu cầu tính chu vi của tam giác. Nếu tam giác có chu vi có cạnh ABC thì trong toán học nó có một công thức tính chu vi là bằng tổng độ dài các cạnh của tam giác đúng không? Vậy thì để ta có bước 1 là ta sẽ thực hiện là nhập ABC. Bước 2 ta sẽ tính chu vi, thầy đặt nó là chu vi sẽ bằng A cộng B cộng C. Đấy, như vậy thầy tính được chu vi rồi nhá. Vì cái chu vi nó viết ra là độ chính xác là 3 chữ số thập phân nên ta cũng sử dụng chu vi biến kiểu float. Rồi bước 3 thầy thực hiện là tính là diện tích theo công thức Heron. Công thức Heron thì thầy gọi P là nửa chu vi thì biến P và biến CV đều kiểu float sẽ là bằng là A cộng B cộng C chia 2. Công thức Heron này lên Google tìm thấy ngay. Diện tích của tam giác sẽ là bằng là căn bậc 2 là SQRT của P nhân với P trừ A. Ở giữa các biểu thức này các em thêm dấu sao cho thầy nhé. P trừ C. Đấy. Công thức này gọi là công thức Heron tính diện tích của tam giác khi biết độ dài các cạnh. Rồi bước 4. Ta đưa thằng P ra. Sau đó ta đưa thằng S ra. Nhớ lấy độ chính xác là 3 chữ số thập phân nhá. Như vậy ta có thể cài đặt được không? Vừa rồi lời hỏi hay Hưng hỏi nhỉ? Rồi đó là cái bên bài toán này. Vậy thì bài toán này thì đề bài ta CI thằng này, ta tính thằng này, ta tính thằng này và CO thằng này. Nhớ CO sử dụng thằng set precision nhé. Đấy. Tương tự như vậy với các đôi bài toán kế tiếp mình sẽ được tính được độ dài là x1 y1 rồi x2 y2 x3 y3 thì ta tính được độ dài các cạnh. Đấy. Và ta đưa độ dài ra. Đấy, như vậy thì ở bài hội ngày hôm nay thì một lần nữa các em đã được nhấn mạnh được ba nội dung. Nội dung thứ nhất là làm việc với tệp. Nội dung thứ hai là chấm bài trên hệ thống.